Xin chào bạn, mình là Cường, đại diện kinh doanh Sài Gòn Ford Trần Hưng Đạo. Bên cạnh Cường là chiếc xe Ford Ranger Wildtrak 2 cầu 2020. Và bên phải Cường là chiếc xe Ford Ranger XLT Limited 2020. Nó là phiên bản mới nhất của 2020. Thì hôm nay Cường sẽ chia sẻ các bạn về những cái luận điểm sau. Thứ nhất, 30 điểm khác biệt trên Wildtrak so với lại XLT. Thứ hai, khi nào các bạn nên mua Ford Ranger Wildtrak và khi nào các bạn nên mua Ford Ranger Limited. Thì hai chiếc xe này có cái mức giá nó chênh lệch nhau tương đối là nhiều để cho các bạn cân nhắc mức giá 799 triệu đồng và mức giá bên này là 918 triệu đồng. Hai chiếc xe này chênh nhau 119 triệu đồng. Đó cũng là một cái sự cân nhắc cho các bạn, khi mà nếu các bạn không thông thả về cái vấn đề tài chính thì đó cũng là một cân nhắc. Thì đổi lại 119 triệu đồng đó các bạn mất và được những cái option gì? Thì mời các bạn hôm nay cùng tìm hiểu 30 điểm khác biệt trên Wildtrak và XLT Limited bắt đầu. Đầu tiên mình sẽ tìm hiểu ở mặt ca lăng. Mặt ca lăng trên Ford Ranger Wildtrak và Ford Ranger Limited nó khác nhau tương đối là nhiều. Các bạn có thể thấy được trên Limited là một cái mặt ca lăng được mạ chrome sáng bóng. Nó giống như những chiếc SUV sang trọng như là Everest hơn là một chiếc xe bán tải mà mạnh mẽ thể thao như trên Wildtrak. Thì trên Wildtrak cái mặt ca lăng của chúng ta sẽ được sơn màu ghi xám. Cái màu ghi xám này nó kéo xuống như đây, tức là nguyên một cụm mặt ca lăng nó sẽ dài như vậy. Còn trên Wildtrak, còn trên Limited Track thì cái mặt ca lăng nó chỉ là một cái module nó bỏ vô như vậy thôi. Thì các bạn thấy sao về hai cái mặt ca lăng này, hãy cùng comment bên dưới cho Cường cùng biết nha. Còn Cường thấy thì hai cái nó đều có cái nét đẹp riêng của nó. Bên này thì nó có cái sự gì đó là nó sang trọng, còn bên này nó có cái nét gì đó là nó thể thao mạnh mẽ cá tính. Tiếp đến ở cụm đèn thì chúng ta vẫn y chang nhau, hai cụm đèn y chang không khác nhau cái gì các bạn. Vẫn có điều chỉnh góc chiếu, đèn pha cốt tự động full LED. Nhưng mà kéo xuống phần phía dưới, hai cái đèn sương mù là hai điểm khác biệt. Ở trên này đèn sương mù của chúng ta sẽ sử dụng là dạng LED và có một cái tinh cầu thủy tinh nhỏ ở bên trong. Và bên này thì chỉ là đèn halogen và sử dụng chóa phản xạ cố định thôi, không được sử dụng tinh cầu. Đó là điểm khác biệt thứ hai ở đầu xe. Điểm khác biệt thứ ba là trên cái cảm biến này. Ở trên xe Ford Ranger Wildtrak chúng ta sẽ có 6 cảm biến hỗ trợ cho việc đổ xe và tính năng hỗ trợ đổ xe chủ động trên chiếc xe Ford Ranger Wildtrak. Còn ở bên này không có 6 cảm biến. Tiếp đến là những cái tiểu tiết đây. Trên Ford Ranger Wildtrak chúng ta sẽ có một cái radar. Cái radar này sẽ đảm nhận cái nhiệm vụ là Adaptive Cruise Control, tức là giữ khoảng cách với lại xe phía trước. Như vậy là mặt ca lăng có bao nhiêu điểm khác biệt rồi các bạn? Có 3 điểm khác biệt rồi. Tiếp đến là trên cái kính chắn gió của chúng ta, hai kính đều là sử dụng kính chắn gió loại có tính năng là cách âm. Nhưng mà trên kính chắn gió của Wildtrak chúng ta sẽ có cụm radar có tính năng là hỗ trợ giữ làn đường và cảnh báo lật làn đường. Còn trên Limited lại không có cái tính năng đó, cho nên cụm radar nó chỉ đơn thuần là gạt mưa tự động và đèn pha tự động thôi. Rồi, như vậy là phần đầu xe. Phần đầu xe chúng ta sẽ có 5 điểm khác biệt. Bây giờ mình mời các bạn bước qua phần thân xe để khám phá những điểm khác biệt trên phần thân xe của hai chiếc xe này. Ở phần thân xe chúng ta có rất nhiều điểm khác biệt, có thể kể đến đầu tiên là cái mang cả này. Mang cả trên Wildtrak có dòng chữ biturbo đặc trưng cho động cơ với hai turbo mắc nối tiếp nhau. Nhưng mà cái mang cả bên này lại được mạ chrome, còn bên này lại sơn màu ghi xám giống như cái mặt ca lăng. Thì trên chiếc xe này mạ chrome thì nó phải sang trọng hơn. Tiếp đến là cái chụp gương chiếu hậu, bên này lại được mạ chrome, bên này lại sơn màu ghi xám. Mạ chrome đắt tiền hơn sơn nha. Tiếp đến tiểu tiết nữa, đó là chữ Limited bên này dập nổi nguyên khối 3D, nó nổi lên nha, còn Wildtrak chỉ là tem dán thôi. Tiếp đến phần tay nắm cửa này, tay nắm cửa được mạ chrome cho phiên bản Limited và sơn màu ghi xám cho Wildtrak này. Phần bệ bước chân vẫn vậy. Còn bây giờ sẽ là điểm khác biệt tương đối lớn đây. Hai cụm mâm có kích thước là 18 inch, tuy nhiên trên Wildtrak cái nan nó thiết kế khác so với lại trên Limited. Và cái màu cũng khác, màu bên này kiểu như là màu của kim loại, màu nhôm đúc nguyên khối á. Màu này nhìn cũng rất là đẹp nha. Nhưng mà Wildtrak nó lại có cái nét đẹp của hai màu tương phản, màu ghi xám và màu bạc, rất là sang trọng. Hai cái mâm này thì mình không biết chọn cái phần nào
chọn cái mâm nào luôn, vì hai cái mâm này quá đẹp, lốp vẫn sử dụng y chang nhau luôn. Bên này là 265/60R18, bên này cũng là 265/60R18, lốp sử dụng chung thương hiệu y chang nhau luôn các bạn, không khác nhau gì luôn, và đến cùng thương hiệu là Bridgestone. Điểm khác biệt tiếp theo đó là trên cái mui này, trên phần mui này của chúng ta, của Whitejack sẽ có một cái baga mui, nó có sẵn cái thanh này luôn. Cái thanh này sẽ giúp chúng ta là khi mà đi phượt á, thì ràng đồ lên đây, hay là chúng ta lắp thêm những cái phụ kiện baga mui á, thì sẽ không tốn thêm cái trang bị là lắp thêm cái thanh này. Còn trên Limited thì lại không có cái phần thanh này. Rồi, rất nhiều điểm khác biệt đúng không? Bây giờ ra phần đằng sau xe cũng là một điểm khác biệt rất là lớn nè. Ở phần phía đuôi và bên hông, đó là trên Whitejack được trang bị một thanh thể thao rất mạnh mẽ và nam tính, nó giúp cho chiếc xe trở nên cân đối hơn khi các bạn nhìn từ bên hông vào. Nhưng mà trên Limited, tuy nhiên cái phiên bản này là phiên bản trưng bày ở showroom, cho nên lên một cái nắp cùng cao là các bạn thấy cái nắp cùng cao nó có đẹp hay không. Nhưng mà nếu các bạn bỏ cái nắp thùng này đi, chúng ta sẽ không có cái thanh Whitejack như là trên phiên bản Whitejack. Đó là về phần bên hông. Bây giờ ở phần đuôi xe chúng ta sẽ có những khác biệt gì ở phần đuôi xe? Ở phần đuôi xe chúng ta chỉ có vài điểm khác biệt nhỏ thôi. Đầu tiên đó là cái tay nắm của cái phần mỏ cốp này. Trên Limited được mạ chrome sáng bóng, lại toát thêm được cái vẻ sang trọng. Và cái chữ Limited trên phiên bản Limited cũng được dập nổi 3D nguyên khối mạ chrome luôn, rất sang trọng. Còn bên kia chỉ là tay nắm bằng nhựa và cái chữ Whitejack này là tem dán. Chữ Ranger giữ giống nhau, vẫn là 4 cảm biến, camera lùi đầy đủ tất cả các tính năng. Và cái phần cản phía sau này có cái phần mạ chrome ở bên trên phiên bản Limited. Còn trên phiên bản Whitejack chúng ta sẽ sơn màu ghi xám. Còn lại phần đèn xe vẫn y chang, hai cái đèn này y chang nhau đúng không ạ? Đèn trước đèn sau của phiên hai phiên bản này y chang không khác gì. Đó là về phần ngoại hình. Các bạn thấy sao về phần ngoại hình? Mình chốt lại một lần nữa về phần ngoại hình. Trên Limited, tuy là đàn em của Whitejack, nhưng mà phần ngoại hình cũng đánh giá nó không thua kém là bao so với lại người đàn anh là Whitejack. Và thậm chí nếu một số con mắt thẩm mỹ tùy vào từng người mà có thể nhìn chiếc Limited này đẹp hơn, bởi rất nhiều chi tiết được mạ chrome sáng bóng trên phiên bản Limited. Còn ngược lại, trên Whitejack đậm cái tính thể thao cá tính, thì những cái chi tiết thay vì mạ chrome, nhà sản xuất đã sơn màu ghi xám cho phiên bản Whitejack. Ở trên phần ngoại hình có rất nhiều điểm khác biệt, thì cuối video mình sẽ chốt lại một lần nữa. Còn bây giờ Cường sẽ mời các bạn bước vào phần thứ hai, đó là về phần động cơ. Và động cơ của phiên bản Ranger Limited sẽ là động cơ 2.0 turbo đơn, sản sinh công suất cực đại là 180 mã lực và mô men xoắn cực đại là 420 Nm. Sức mạnh của khối động cơ này sẽ chuyển tới hộp số tự động 10 cấp nha các bạn. Duy nhất trong phân khúc không có chiếc xe nào mà dưới 800 triệu mà lại có cái động cơ trang bị hộp số 10 cấp, cực kỳ khủng khiếp đúng không? Còn ở trên Whitejack chúng ta sẽ có một khối động cơ cũng 2.0 lít, tuy nhiên được trang bị xịn sò hơn một xíu, đó là turbo kép sẽ hai turbo nối tiếp nhau, một turbo lớn và turbo nhỏ, nó sẽ hạn chế cái việc chế chân ga trên chiếc xe Ford Ranger Whitejack và tăng cái công suất cực đại ở dài những quả dài vòng tua cao được tốt hơn. Cụ thể nó sản sinh 213 mã lực và 500 Nm. Sức mạnh của động cơ này sẽ chuyển tới hộp số tự động 10 cấp, cũng là 10 cấp luôn nha các bạn. Tuy nhiên về mặt tỷ số truyền thì Cường không biết tỷ số truyền ở từng giải cấp số nó có sự khác nhau hay không, nhưng hai chiếc xe này đều được trang bị động cơ và hộp số 10 cấp, một con số rất là đáng nể. Nhưng một chiếc xe bán tải mức tiêu thụ nhiên liệu chắc chắn là phiên bản này sẽ hao nhiên liệu hơn phiên bản này. Mình mời các bạn bước đến cái phần hệ thống treo và hệ thống lái luôn. Lái của hai chiếc xe này đều được trang bị trợ lực điện thích ứng tốc độ, tức là nếu các bạn di chuyển chậm cho nội thành thì vô lăng rất là nhẹ, còn nếu chúng ta di chuyển đến tốc độ cao thì vô lăng sẽ đầm chắc lại. Hệ thống treo của hai chiếc xe này, hệ thống treo phía trước là sử dụng dạng lò xo và giảm chấn thủy lực, còn phía sau sẽ sử dụng là nhíp hai cái hệ thống treo khung gầm của hai chiếc xe này y chang nhau luôn các bạn. Kích mặt kích thước cũng y chang nhau, không khác nhau cái gì luôn. Còn về chế độ chạy sao, chiếc xe này một cầu nhanh, có chế độ một cầu nhanh, hai cầu nhanh và hai cầu chậm. Chiếc xe này cũng vậy, một cầu nhanh, hai cầu nhanh và hai cầu chậm. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào phần nội thất của hai chiếc xe này. Nội thất của hai chiếc xe này cũng có vài điểm khác nhau thôi các bạn, không khác nhau nhiều, thì Cường sẽ liệt kê cho các bạn như sau. Thứ nhất là chất liệu da. Da trên chiếc xe này là da Fanny với những cái đường chỉ may tương phản với lại cái ghế da, rất thể thao và mạnh mẽ.
Còn trên phiên bản này, da toàn bộ không có những đường chỉ may, nó giống như một những chiếc SUV giống như Airwrap vậy các bạn. Tiếp đến là vật liệu ốp. Trên quay chắc vật liệu ốp được sơn màu ghi xám. Còn trên Limited, những vật liệu ốp sẽ được sơn màu bạc, tương phản với lại cái màu đen của phần nội thất. Thứ ba, đó là về phần ghế chỉnh điện. Quay chắc được trang bị ghế chỉnh điện, còn Limited không được trang bị ghế chỉnh điện. Tiếp đến là về phần trần. Phần trần của quay chắc là vải màu đen. Phần trần của Limited cũng là vải luôn, nhưng mà nó màu kem, nó tương phản. Thì chiếc xe này có nhiều điểm tương phản hơn trên quay chắc. Đó là về phần nội thất. Còn tất cả những thứ còn lại y chang nhau ở phần nội thất, không khác nhau cái gì luôn các bạn. Thì các bạn có thể thấy phần nội thất của hai chiếc xe này khá là tương đồng nhau. Khi nói đến đây thì rất là nhiều bạn nói với Cường rằng, comment với Cường rằng là tại sao mua Limited đi, đều là hai cầu, công suất tối đa thì đâu, ở đường Việt Nam thì đâu có ai dùng đến cái sức mạnh nó quá lớn như là trên chiếc quay chắc đâu, mà tội gì phải mua quay chắc mà không mua Limited. Đó, một câu hỏi sẽ chấm hỏi ở đây vì những sự khác nhau không quá nhiều ở phần nội thất, hệ thống treo, động cơ bên ngoài, hệ thống lái, trợ lực, đây là chế độ lái, không khác biệt nhau quá nhiều đúng không các bạn. Nhưng mà cái phần này mới là phần đáng giá. Về phần công nghệ, các bạn bỏ ra hơn một số tiền, các bạn chắc chắn sẽ nhận được nhiều công nghệ hơn, cụ thể như sau. Thứ nhất, công nghệ của quay chắc được trang bị là Adaptive Cruise Control, tức là giữ khoảng cách lại xe phía trước khi chúng ta set tính năng là ga tự động. Tính năng này rất an toàn, nếu xe phía trước chạy chậm lại, chiếc xe của chúng ta sẽ tự động chạy chậm lại, rất an toàn. Thứ hai là cảnh báo lật làn. Chiếc xe này nếu chúng ta chạy trên đường cao tốc trên vận tốc 65 km/h, nếu chúng ta có hơi hướng sao nhãng đi một tí thì xe của chúng ta sẽ cảnh báo và tự động đánh lật lại một xíu để giữ cho chúng ta đi đúng làn. Một tính năng rất hay, Limited không có. Thứ ba là hệ thống hỗ trợ cảnh báo và phanh khẩn cấp. Ví dụ như chúng ta đang bon trên đường, chúng ta không tập trung, chẳng may có một vật cản cắt ngang mặt chúng ta không kịp phản ứng thì chiếc xe sẽ tự động phanh và cảnh báo cho chúng ta. Một tính năng rất là hay, đó là tính năng thứ ba. Tính năng thứ tư là bản đồ navigation toàn cầu. Quay chắc có, Limited không có tính năng này. Và cuối cùng là hệ thống chống ồn chủ động. Tất nhiên khi chúng ta đi chiếc quay chắc này, ngồi bên trong sẽ êm hơn phiên bản Limited bởi cái tính năng chống ồn chủ động trên chiếc xe quay chắc này rất là xịn sò. Đó là toàn bộ 5 điểm khác nhau về mặt công nghệ với cái mức giá chênh lệch chỉ hơn 100 triệu. Chúng ta bỏ hơn số tiền 100 triệu, chúng ta sẽ nhận được 5 cái trang bị rất đáng giá, kèm với lại những cái điểm khác biệt mà nãy giờ Cường vừa chia sẻ với các bạn, từ ngoại hình, nội thất cho đến là hệ thống treo không gập. Về mức giá bán của chiếc Limited này là 799 triệu đồng và Wrangler YZ phiên bản 2 cầu là 918 triệu đồng. Thì xem đến đây của video thì các bạn đã chọn được chiếc xe cho mình chưa? Thì mình xin đưa ra cho hai các bạn những cái bảng thông số về hai cái mặt khác nhau để các bạn một lần nữa xem lại những điểm khác nhau trên chiếc xe, hai chiếc xe này. Còn về cá nhân của Cường, Cường sẽ chia sẻ như sau. Nếu các bạn thích cái sự sang trọng, thích cái sự điềm đạm, mà các bạn lái cứng, các bạn không thích nhiều công nghệ và các bạn thích cái cảm giác lái thực sự, thì trên chiếc Limited này hoàn toàn đáp ứng cho các bạn về cái mặt trải nghiệm như vậy. Bởi vì với cái động cơ này, với cái chế độ lái không khác gì so với lại quay chắc, thì các bạn hầu hết có thể vượt được đại đa số các đường địa hình mà không cần phải lăn tăn bất cứ vấn đề gì. Còn nếu các bạn là một người yêu sự trá tính, thể thao, mạnh mẽ và chơi là chơi cho tới luôn, và các bạn phải yêu thích công nghệ, và cái khẩu bao của các bạn không cần phải quá lăn tăn vì vấn đề là một chiếc SH gì cả, bởi vì hơn 100 triệu các bạn có thể tậu thêm một chiếc SH cộng với lại Limited bằng quay chắc, thì các bạn sẽ chọn Ford Ranger quay chắc mà nó chơi là chơi cho tới luôn, chơi là chơi cho đỉnh luôn. Thì quay chắc hoàn toàn là một sự lựa chọn, không cần phải bàn cái gì ở cái vấn đề này. Rồi, đó là cá nhân của Cường. Còn quan trọng nhất là vẫn là ý kiến của các bạn về hai chiếc xe này. Hãy comment cho Cường cùng biết về ý kiến cá nhân của các bạn về chiếc xe Ford Ranger YZ và Ford Ranger Limited 2020 mới nhất này.
Và các bạn sẽ chọn chiếc xe nào nếu các bạn mua xe? Và quan trọng hơn hết, nếu các bạn mua xe, hãy gọi điện thoại cho Cường qua số điện thoại Cường để trên màn hình để nhận được tư vấn và báo giá một cách chính xác nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video của Cường. Đừng quên subscribe kênh YouTube của Cường để đón xem nhiều video về các chủ đề xe cộ như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.